Bảy nốt ruồi quý hơn vàng trên cơ thể nam giới cho thấy chủ nhân vào nước đố đổ dách. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, trong nhân tướng học, nốt ruồi cũng dùng để dự đoán tương lai, số mệnh của con người. Nhân tướng học cho rằng đàn ông sở hữu một trong những nốt ruồi này định sẵn tiền tài ngập lối, cuộc sống xa hoa phú quý. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu vào ý nghĩa của những nốt ruồi đặc biệt này và tìm hiểu về quan niệm rằng chủ nhân của chúng có thể là những người giàu có, nước đố đổ dách. 1. Nốt ruồi trên cánh mũi. Đây là nét tướng của người đàn ông có tài vận rất tốt, khả năng tích lũy của cải tăng theo thời gian, càng về hậu vận càng giàu có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. 2. Nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Đàn ông có nét tướng này thường thông minh, cẩn trọng, có tư tưởng táo bạo, giỏi đối nhân xử thế, biết nắm bắt cơ hội. Họ là điển hình của người tự lập mà trở nên giàu có. 3. Nốt ruồi ở ngực. Theo nhân tướng học, đàn ông sở hữu nốt ruồi ở ngực trái định sẵn tiền tài ngập lối, cuộc sống xa hoa phú quý. Trong công việc, họ dễ nắm quyền lực và địa vị trong tay, dễ trở thành một nhà quản lý thành công. Vì thông minh, lanh lợi nên họ kiếm tiền dễ dàng, cuộc sống không phú thì quý, càng về già tài lộc càng vượng. Còn nếu sở hữu nốt ruồi ở ngực phải thì người này nhà cửa đất đai muôn phần rộng rãi. Cuộc sống của họ không phải lo thiếu ăn thiếu mặc, nếu gặp khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ. 4. Nốt ruồi ở nách. Người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở nách thuộc tuyếp nghiêm chỉnh, công minh, chính trực. Vì vậy mà họ luôn được cộng sự, bạn bè yêu mến, giúp đỡ hết lòng. Họ không mấy khi phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, gia đình sẽ viên mãn, hạnh phúc, càng về hậu vận càng an nhàn, sung sướng. 5. Nốt ruồi ở lòng bàn tay. Đàn ông có nốt ruồi ở lòng bàn tay thường có duyên với tài lộc. Lúc trẻ họ sẽ phải vất vả, nhọc nhằn, làm việc cường độ cao nhưng càng về hậu vận càng sớm an nhàn. Nếu kinh doanh tự do hoặc làm những việc liên quan nhiều đến quản lý tiền nong như kế toán, thủ quỹ hoặc trợ lý, cố vấn tài chính, sẽ đem lại những kết quả vượt tầm mong đợi. Họ có tính cẩn trọng và khả năng nhìn người chuẩn xác. Ngoài 45 tuổi họ sẽ phất lên dư diều gặp gió, hưởng vinh hoa phú quý ít ai bằng. Có thể nói, chủ nhân của nốt ruồi này giỏi kiếm tiền và quản lý tài chính. Sau khi kết hôn, họ là người nắm giữ tài chính của gia đình. 6. Nốt ruồi ở xung quanh rốn. Đàn ông có nét tướng này thường hướng ngoại. Họ có vẻ ngoài hấp dẫn, lôi cuốn người khác. Đa phần họ làm việc cần kiệm, năng nổ chịu khó, giỏi ngoại giao và luôn biết suy nghĩ chu đáo cho tương lai. Sau khi kết hôn họ càng vượng tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả. Nếu gia đình hạnh phúc thì ngoài ngũ tuần họ sẽ có bước chuyển ngoặt đáng kể trong tài vận, đem lại cuộc sống viên mãn. 7. Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở chân. Nếu nốt ruồi nằm ở phần đùi trên thì đàn ông có số giàu sang, của cải chất chồng như núi, chẳng mấy khi phải lo lắng về vật chất. Nốt ruồi ở gót chân dự báo người đàn ông có số mệnh tốt, cả đời sống an nhàn, hạnh phúc. Họ cũng có tài lãnh đạo xuất chúng, dưới một người mà trên vạn người. Nốt ruồi ở ngón chân cái cho thấy quyền lực, báo hiệu sự nghiệp hanh thông, thăng tiến vượt bậc. Nốt ruồi ở lòng bàn chân biểu tượng của sự sung túc, phú quý. Thưa quý vị, ngoài những nốt ruồi mang ý nghĩa tốt thì có những nốt ruồi mang ý nghĩa không mấy tích cực. Dưới đây là 10 vị trí nốt ruồi xấu, dễ hao tài tốn của, dễ thu nạp hung tinh vào người. Nếu có hãy xóa ngay đi. 1. Nốt ruồi ở khóe mắt. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở khóe mắt thì đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp điều không may trong chuyện tình cảm. Cuộc sống hôn nhân của bạn không được hạnh phúc và có thể phải đối mặt với biến cố lớn trong hôn nhân. Nam giới sở hữu nốt ruồi này hay gặp phải chuyện xui xẻo và bị thị phi bủa vây. Trong quá trình làm việc dễ bị tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang. 2. Nốt ruồi ở giữa hai mắt. Đây là một trong những nốt ruồi hung dại, nốt ruồi xấu.
Nếu nốt ruồi nằm trên gương mặt đàn ông thì là khắc vợ, thường làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm của người bạn đời của mình. Xấu nhất là sự xuất hiện của người thứ ba, vất vả về tài chính. Còn phụ nữ sở hữu nốt ruồi này cần kiêng cử thủy. Từ 35 tuổi họ sẽ gặp vận hạn khi làm việc liên quan đến nước, kể cả việc di chuyển. Về tình duyên, hạnh phúc gia đình cần cơm sôi nhỏ lửa, nhẫn nhịn lẫn nhau. Đặc biệt là nên hy sinh cho đối phương để giữ được hạnh phúc gia đình. 3. Nốt ruồi trên lông mày và gần thái dương. Nốt ruồi ở vị trí này là một trong những nốt ruồi xui xẻo mà nhiều người muốn loại bỏ, cho thấy khổ chủ là người gặp nhiều khó khăn trong việc gây dựng sự nghiệp, tài chính không ổn định và thường gặp nhiều áp lực. Giới đàn ông có nốt ruồi này sẽ gặp họa nhiều hơn giới phụ nữ. Mặc dù có chăm chỉ và làm lụng tới đâu, bạn cũng rất khó phát triển được về sự nghiệp. Hơn nữa còn dễ bị kẻ xấu lợi dụng, chơi đểu và khó đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Những người này tốt nhất là giữ cho tâm tịnh, tham gia vào các khóa học thiền, định, yoga, để thân tâm ổn định, nói năng lịch sự và đặc biệt tránh sự tác động bởi các yếu tố khác. 4. Nốt ruồi phía trên khóe miệng. Những người có nốt ruồi ở khóe miệng thường không giỏi giao tiếp, dễ già miệng và làm mất lòng những người xung quanh. Đó là lý do các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của họ chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định, không thể tiến xa và không khăng khít. Cuộc sống gặp khó khăn thời trẻ, không được nhiều người giúp đỡ và phải tự mình vượt qua tất cả. Nhìn chung đây là vị trí nốt ruồi thể hiện sự khó khăn, vất vả. 5. Nốt ruồi trên sống mũi. Nam, nữ sở hữu nốt ruồi ở sống mũi là điềm báo hung. Bạn hãy hết sức cẩn thận, chú ý an toàn mỗi khi đi lại. Những người này rất dễ gặp phải nguy hiểm và tai họa bất ngờ. Cuộc sống gặp rất nhiều vất vả, khó khăn. Con đường công danh sự nghiệp cũng không mấy khởi sắc. Họ phải tự thân lập nghiệp mà không có sự hậu thuẫn từ gia đình, cũng không có ai giúp đỡ lúc gặp khó khăn, thử thách. 6. Nốt ruồi phía dưới môi. Theo phong thủy thì nốt ruồi này dễ mang họa cho chủ nhân sở hữu về đường ăn uống, ngộ độc hay các bệnh về dạ dày. Vì vậy, khi ăn uống cần chú ý chuẩn mực và luôn mang thuốc bên mình, không ăn bậy bạ. Đặc biệt khi ăn không được dấy bẩn lên nốt ruồi này, điều đó càng khiến cho vận hạn đường ăn uống của bạn nghiêm trọng hơn. 7. Trên xương đòn. Người có nốt ruồi trên xương đòn phần lớn trong sự nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả, phải trả giá nhiều nhưng thu lại ít. 8. Thắt lưng. Phần thắt lưng không nên có nốt ruồi, nếu có thì nên xóa bỏ bởi nó đại biểu cho đời sống tình cảm không như ý. Họ thường gặp hoặc bị theo đuổi bởi người mình không thích hoặc ghét. 9. Mặt trái đầu gối của chân trái. Nốt ruồi này là nốt ruồi hung. Người có nốt ruồi này cả đời lắm tai nhiều nạn, dễ gặp phải thử thách, trở ngại. 10. Cổ họng. Yết hầu có nốt ruồi, trong tướng số thì đây là một đặc điểm không tốt, thường dễ gặp chuyện bất lợi, cần chú ý nhiều đến an toàn của bản thân. Thưa quý vị, nói về nhân tướng học, ngoài nốt ruồi thì bàn tay, bàn chân cũng tiết lộ về đường tài lộc trong đời mỗi người. Những người có đặc điểm bàn chân này thường là người phát tài. 1. Đầu ngón chân tròn đều. Người có đôi bàn chân với những đầu ngón chân tròn đều tự nhiên, không bị bong da, nhiều da chết bị lên, màu sắc hồng nhuận, các ngón chân xếp liền nhau, thành đường thẳng chứ không lô nhô cái cao cái thấp là tướng chân đẹp. Chủ nhân của nó thường có số phú quý, làm gì cũng dễ dàng thuận lợi. Họ kiếm tiền một cách nhanh chóng, muốn phát tài cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Còn nếu ngón chân màu sắc nhợt nhạt, độ dài không đều nhào thì có thể cuộc sống sẽ gặp phải nhiều sóng gió, vất vả, có khi phải bôn ba khắp nơi mới có thể nuôi sống bản thân. 2. Đường dân chân chạy dọc. Nhân tướng học cho rằng người có đường dân chân chạy dọc thì tiền tài kiếm được khá dễ dàng. Nhiều người phải vất vả ngược xuôi mới có tiền về tay, nhưng những người này luôn có thần tài ở bên ưu ái, che chở nên tài vận tăng tiến ầm ầm.
Người có dân chân chạy ngang thì thường là số khổ mệnh khổ, khi mà cả đời lúc nào cũng không được an nhàn. Ráo mồ hôi là ráo tiền, muốn có tiền phải bỏ công sức nhiều hơn người khác gấp mấy lần. Nhưng người sở hữu đường dân chân chạy dọc lại khác. Tài lộc có khi không cầu cũng tới, chẳng cần vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt vẫn có được thành quả về tay. Tất nhiên, không tới mức ngồi không cũng có tiền rơi trúng đầu, ngồi mát ăn bát vàng, nhưng trong cuộc chiến vật lộn mưu sinh thì tướng dân chân này là may mắn hơn nhiều người khác. Người có dân chân chạy dọc lại thêm nốt ruồi trên dân chân thì đúng là tướng người phú quý giàu sang, phát tài chẳng sớm thì muộn, muốn nghèo khó cũng không nổi. 3. Ngón chân cái dày dặn, nhiều thịt. Theo nhân tướng học, bàn chân có thể tiết lộ nhiều điều về một người, nhất là về tài vận của người đó. Người có ngón chân cái to, dày thì đó là biểu hiện của phúc khí dồi dào, lúc nào cũng có may mắn dây quanh. Thịt ở ngón chân cái càng dày thì chứng tỏ phúc phần càng lớn, tài lộc càng nhiều. Đa số họ đi đâu cũng dễ gặp được quý nhân tương trợ, được người khác sẵn lòng giúp đỡ. Nhờ vậy mà công việc trôi chảy dễ dàng, tiền kiếm được dễ như trở bàn tay. Điểm nổi bật nữa là họ có vận thứ tài cực dượng. Họ có thể trúng số, trúng thưởng một cách bất ngờ, nhiều lúc chính bản thân họ cũng không tin nổi vào vận may mà mình đang có. 4. Da bàn chân trơn nhẵn, láng mịn. Người có bàn chân nhìn đẹp, da trơn láng thì tướng mệnh khá lý tưởng. Họ thường thật thà, chăm chỉ lại giỏi giang, hiểu rộng biết nhiều. Thành công đến với họ một cách nhanh chóng, chỉ cần muốn gì là có được điều đó trong tay, dường như không bao giờ phải lo lắng đến tiền tài. Người có da bàn chân trơn mịn, nhẵn nhụi hồng hào, làm gì cũng tính toán cẩn thận, có đầu óc hơn người. Họ luôn theo đuổi sự hoàn hảo, tuy điều này khiến họ đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng thực chất với tài năng thiên phú của mình, những điều tốt lành như ý sẽ đến với họ. Trong xã hội hiện đại, mọi người đều hy vọng rằng họ có cuộc sống phú quý giàu sang cả đời. Nếu bạn cũng muốn như vậy, trước hết hãy nhìn vào tay của bạn, bởi nhìn vào bàn tay có thể đánh giá được bạn có phải người dễ dàng thăng quan tiến chức không. Con người, không phải ai cũng có khả năng thành công, cả đời phú quý. Con đường dẫn đến thành công, vận mệnh và nhân tướng học có liên quan chặt chẽ với nhau. Phật giáo luôn chú ý đến định luật nhân quả. Cái gọi là giàu có hiện tại là sự tích lũy của quá khứ, cũng không có nghĩa là cứ nỗ lực hết mình sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngày nay, chúng ta phân tích từ góc độ bàn tay, 12 đặc điểm sau đây trên bàn tay sẽ thể hiện bạn là người có phú quý giàu sang. 1. Tay giống như củ gừng khô, có tướng thịnh vượng. Bàn tay giống như gừng khô, chủ yếu nói về khả năng lực cầm nắm của tay. Gừng mang dương khí rất nặng, hơn nữa lực mạnh yếu khi bắt tay nằm ở tính dương của gan. Điều này cho thấy vận khí của bạn rất tốt và thịnh vượng. Tay nam giới như vậy cho thấy bạn có khả năng giải quyết công việc tốt hơn, có năng lực, sự nghiệp không ngừng phát triển, dám đối mặt với khó khăn, dám mạo hiểm, thích hợp cho đầu tư kinh doanh và có thể bắt đầu từ tay trắng. Mặc dù có những kẽ hở giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí. 2. Dân tài phát đạt, có ba đường dân đậm gần như song song với nhau. Nếu như các đường dân tay giữ lòng bàn tay xen kẽ lẫn nhau và tạo thành một hình vuông lớn hay hình tam giác, thì được gọi là kho bạc và đại diện cho sự giàu có thịnh vượng. Dù nam hay nữ, cứ có tướng như vậy ắt vận tiền tài rất tốt, không tiêu xài hoang phí mà ngược lại còn dễ dàng kiếm được nhiều tiền, dễ đạt được đại phú đại quý. 3. Gò thái dương gồ lên, có hình chữ thập hoặc dân ngôi sao. Gò thái dương là vị trí nằm dưới ngón áp út, đại diện cho sự phú quý. Nếu gò thái dương dài, đầy đặn, gồ lên và màu sắc hồng hào nhiều sức sống, thì người này rất biết kiếm tiền, dễ dàng có cơ hội phát tài, đồng thời họ cũng biết giữ tiền, số tiền kiếm được tiêu cả đời cũng không hết. 4. Đường dân lý tài sâu và dài. Phía trên đường tình duyên trên tay có một đường dân nhỏ song song gọi là đường lý tài. Nếu đường này sâu và dài thì đây là những người rất biết cách quản lý tiền bạc. Dù làm ông chủ,
tài chính hay kế toán thì họ đều rất biết cách sử dụng tiền bạc. Họ dễ dàng kiếm và tiết kiệm nhiều tiền, cũng là những người tướng giàu có. 5. Tay có nhiều tài khố. Gốc của ngón út trong bàn tay được gọi là gò thủy tinh. Đường dân thẳng đứng ở vị trí này được gọi là dân tài vận. Vận tài lộc tốt xấu đều liên quan tới đường dân này. Nếu đường dân này dài và sâu hoặc có nhiều đường dân nhỏ xung quanh, thì người này có vận tài lộc rất tốt, dễ phát tướng phú quý. Nếu phần giữa gò thủy tinh và gò thái dương có xuất hiện hình chữ thập thì người này có nhiều cơ hội tiền bạc bất ngờ. Ví dụ như trúng số hoặc đầu tư cổ phiếu có lãi. 6. Lòng bàn tay thoát khí. Lòng bàn tay là huyệt lao công của con người. Đây sẽ là vị trí thoát khí từ tim khi nước được dị thổ chuyển hóa thành khí. Vị trí này chính là quả huyệt. Tim là trung tâm của cơ thể và là chủ tiền đồ của con người trong xã hội. Người có lao cung huyệt tốt, thoát khí là người tâm địa lương thiện. Những người này thường làm lãnh đạo và được mọi người yêu quý. 7. Lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi. Những người có lòng bàn tay đầy đặn là người có cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức sống. Đây là điều kiện cơ bản của người có đường tài vận hưng thịnh sau này. Dù trong công việc hay cuộc sống thì họ luôn tràn trề nhiệt huyết, nỗ lực thăng tiến. Người này có trí tuệ linh hoạt và đầu óc thông minh. Họ sẽ không ngừng làm việc và hiện thực ước mơ của mình. Người có đặc điểm tay này rất dễ giàu có. 8. Đốt thứ hai của ngón tay cái có nhiều dân. Nếu đốt thứ hai của ngón tay cái xuất hiện nhiều đường dân ngang dọc thì người này giỏi tích lũy tiền bạc. Đường dân càng nhiều càng thể hiện tiền bạc được tích góp nhiều, và những người này thường vì chăm chỉ mà giàu có. 9. Ngón giữa tương đối dài. Người có điểm này thường có nhu cầu theo đuổi tài lộc và quyền lực vô cùng lớn. Họ luôn ấp ủ tương lai thành phượng hoàng. Họ nung nấu một cuộc sống sung túc trong tương lai. Người này sẽ định ra cho mình một mục tiêu dài hạn và sẽ nỗ lực từng giây từng phút để đạt được. Và họ cũng là những người có đầu óc rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Họ là những người biết nhìn xa trọng rộng, không bao giờ phán đoán sai lầm. Thế nên họ sẽ là những người giàu có trong tương lai. 10. Ngón giữa có tam ước dân. Thông thường giữa các đốt ngón giữa có một đường dân ngang gọi là thực tiết dân. Nếu nó ba đường dân ngang thì chính là tam ước dân. Người này khá may mắn, cả đời không thiếu tiền và thường nhận được sự giúp đỡ từ người khác giới trong chuyện tiền bạc. 11. Gò mộc tinh phát đạt. Trong nhân tướng học, vị trí dưới ngón giữa được gọi là gò mộc tinh. Nếu vị trí này đầy đặn, lồi lên và khí sắc tươi tắn thì tài vận người này rất tốt. Thường nhờ kinh doanh mà họ lớn mạnh, có khả năng trở thành người giàu có. 12. Nam tay mềm như giải, nữ tay cứng như gừng khô. Nam giới tay mềm mại đại diện cho tỳ thổ mạnh mẽ, nữ tử tay cứng đại diện tỳ thổ hưng thịnh, và người có tỳ thổ thịnh vượng đại diện cho tài lộc hanh thông. Người xưa nói có phúc mới tích được tiền, phú quý đều có lý do của nó. Quý là do kiếp trước tích đức, phú là do kiếp trước dưỡng thân thiện nguyện. Thưa quý vị, sắp bước sang 2024, ai cũng mong muốn sẽ có được một cuộc sống giàu sang, phú quý. Đặc biệt có bốn con giáp sẽ gặp may mắn và giàu có hơn người, tiền tiêu không phải lo nghĩ. Đương nhiên, thành công nào cũng cần đến kiên trì, nghị lực và sự chăm chỉ. Cho nên, bốn con giáp này càng nỗ lực càng nhiều, Tết Nguyên Đán này họ càng dư dả. Phần tiếp theo của video hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu đó là bốn con giáp nào quý vị nhé. 1. Tuổi Tý. Tuổi Tý là con giáp thông minh, giỏi giang, rất lạc quan và tự tin. Trước mọi khó khăn, thử thách, người tuổi này luôn giữ vững tinh thần và tin rằng mình sẽ giành thắng lợi. Bước sang năm 2024, sự nghiệp của con giáp này đang trên đà đi lên. Bằng tài năng và tinh thần cầu tiến, bạn có thể giải quyết vấn đề một cách hợp lý, vừa không làm mất lòng người khác lại vừa không bỏ lỡ cơ hội của mình. Tài vận của người tuổi Tý sẽ bắt đầu tăng lên từ tháng 1 năm 2024. Trong năm nay,
bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới trong cơ quan của bạn. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, người tuổi Tý kiếm được bộn tiền, hứa hẹn trong năm 2024 sẽ sở hữu những tài sản có giá trị. 2. Tuổi Dần. Theo các chuyên gia phong thủy, bẩm sinh những người tuổi Dần đã là những con người rất đam mê, nhiệt huyết với những gì mà họ theo đuổi. Họ luôn đặt 100% tâm sức và sự cố gắng của mình cho công việc. Chính vì thế, họ cũng dễ dàng đạt được những thành công hơn người. Đặc biệt, người tuổi Dần còn là những con người rất thành thực. Họ hiếm khi nói dối, cũng không thích nói hai lời, là những bạn hàng và đối tác hết sức tin cậy. Ngoài ra, tuổi Dần còn là những người hào phóng, luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác, cũng hay giúp đỡ người khác nên vào những lúc khó khăn, họ cũng hay được quý nhân hỗ trợ. Trong năm 2024, tuổi Dần được đánh giá là một trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm, vì họ có sao đào hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn. Tuy nhiên, tử vi học có nói, phải vượt qua tháng Mộc Dương khá im ắng, không có gì khởi sắc, bước sang tháng 2 trở đi mới là lúc mà tuổi Dần tỏa sáng trong cả công việc cũng như các mối quan hệ. 3. Tuổi Thìn. Từ đầu năm 2024, người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung nô bộc vừa có sao Hà tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Nếu biết nắm giữ cơ hội làm ăn, tập trung và liên tục cố gắng thì mới có thể thành công, tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn. Bạn có cơ hội thăng chức, tăng lương, tiền đồ rộng mở. Là con giáp có năng lực, trách nhiệm trong công việc, người tuổi này ngày càng được cấp trên tin tưởng. Công việc tốt, thu nhập cao, bạn mang đến cho gia đình cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, thời gian sắp tới, một vài người tuổi Thìn có thể bất chợt gặp phải sao hung tinh tác động đến sức khỏe. Do đó, bạn cần lưu ý đề phòng bệnh thấp khớp hay các vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra, ai mắc bệnh về dạ dày, đau bụng do ăn uống thất thường thì cần tập thể thao, chạy bộ nhiều hơn vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe. 3. Tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực. Khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy trong năm tới 2024. Cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu với phong thủy nhà ở. Dựa theo phong thủy, năm thứ trong nhà phải đổ thật đầy, đừng bao giờ để trống không sẽ làm thần tài phật ý, dễ thất thoát tiền bạc. 1. Thùng gạo phải đổ đầy. Thùng gạo là vật dụng mà bạn nên chú tâm đầu tiên trong căn bếp của mình. Đây là món đồ mà gia đình nào cũng có, là nơi chứa đựng gạo, lương thực thiết yếu nuôi sống con người. Chính vì vậy, trong phong thủy, thùng gạo được coi là kho lương và tượng trưng cho sự no đủ và cả thịnh vượng của gia chủ. Để thùng gạo rỗng là sai lầm mà bạn nên khắc phục ngay, bởi việc làm này không khác gì sự thất thoát, thiếu thốn trong của cải vật chất của gia đình. Nếu gạo gần hết, hãy cố giữ một ít trong hũ, tránh để thùng trống không trong thời gian dài. 2. Tủ lạnh chớ để hết đồ. Tương tự như thùng gạo, tủ lạnh cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mọi gia đình. Việc giữ tủ lạnh phản ánh lối sống, sự thịnh vượng, trù phú trong chế độ ăn uống và cả tài chính của một gia đình. Ngược lại, tủ lạnh trống trải sẽ nói lên tình hình tài chính khó khăn, eo hẹp của gia chủ. Để tủ lạnh trống lâu ngày còn dự báo về sự thất thoát của cải, dễ mang đến nhiều điều tiêu cực trong công việc và cuộc sống của gia chủ. Bạn hãy cố lấp đầy tủ lạnh của gia đình bằng đồ ăn, thực phẩm, đừng để trống không. 3. Bể cá rỗng.
Trong phong thủy, bể cá cảnh có yếu tố thủy giúp tăng cường sinh khí, điều hòa âm dương trong căn nhà. Đặt bể cá trong nhà vừa giúp không gian thêm sinh động, tự nhiên lại mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho tinh thần. Tuy nhiên, nếu đặt bể cá trống trong nhà có thể ảnh hưởng đến vận khí, tài lộc của gia chủ. Việc này ngụ ý về sự lạnh lẽo, thiếu thốn cả về của cải lẫn đời sống tinh thần của con người. Do đó, nếu chưa có cá thì bạn cũng nên đổ đầy nước vào bể để giảm thiểu những tác động xấu đến cuộc sống của bản thân. 4. Phòng trống. Trong phong thủy, người ta kiêng việc để phòng trống rỗng không có đồ đạc. Đây là việc làm đại kỵ, dễ tạo cho con người cảm giác lạnh lẽo, mất cân bằng âm dương và tác động trực tiếp đến vận khí của gia chủ. Không những vậy, việc giữ căn phòng trống rỗng còn khiến tinh thần con người bị ảnh hưởng, dễ sinh mệt mỏi và cáu gắt với mọi người xung quanh. Nếu không có người vào ở, bạn vẫn nên đặt đồ dùng gia đình vào phòng và thay đổi vị trí của chúng thường xuyên, chớ để trống không, không sử dụng đến trong thời gian dài. 5. Nhà bếp trống. Bếp được coi là trái tim của cả ngôi nhà, là nơi kết nối các thành viên trong gia đình cũng như tạo sự ấm áp, sinh khí cho nhà ở. Người Việt ta rất coi trọng yếu tố phong thủy trong không gian này bởi chúng mang đến tài lộc, dương khí và đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Vì những lý do trên nên căn bếp luôn cần được chăm chút và sử dụng thường xuyên. Bạn cần sắm sửa đồ dùng, thiết bị để căn bếp thêm tiện nghi và ấm cùng, từ đó vận khí của gia đình ngày một hưng thịnh và là cầu nối gắn kết các thành viên trong nhà. Một việc cần hết sức lưu ý khi sắp xếp đồ vật trong nhà nữa là việc để chổi quét nhà ở đâu cũng được giới phong thủy coi quan trọng. Theo đó, có những vị trí không nên để chổi quét nhà để không gây ra những ảnh hưởng xấu cho gia đình. Trên thực tế, đối với việc đặt chổi, người xưa cũng có quy tắc, để chổi xa ba chỗ thì con cháu ngày càng phú quý. Theo quan niệm phong thủy, chổi quét nhà không nên để ở những vị trí dưới đây. 1. Tránh xa hai bên cửa. Nhiều gia đình có thói quen đặt chổi quét nhà ở hai bên cửa ra vào, nhưng đây lại là điều đại kỵ trong phong thủy nhà ở. Theo các chuyên gia phong thủy, chổi quét nhà được coi là vật tập trung nhiều khí xấu. Một khi khí xấu chặn ở cửa thì tài khí khó vào nhà, việc để chổi ở đó sẽ có thể ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ. Trong quá trình quét dọn, chổi sẽ nhiễm rất nhiều bụi bẩn, vi khuẩn. Nếu để chổi ở hai bên cửa, lúc đóng mở cửa gió giật sẽ thổi vi khuẩn ngược vào nhà. Như vậy, chúng ta sẽ sống trong một căn nhà nhiều vi khuẩn, về lâu dài gây hại cho sức khỏe. 2. Tránh xa phòng khách. Phòng khách là nơi sinh hoạt chính trong một gia đình. Mỗi khi có khách đến chơi thì họ sẽ ngồi tại đây trò chuyện. Ngoài việc tiếp khách, chúng ta còn dùng căn phòng này để sinh hoạt và giải trí. Đặt chổi trong phòng khách sẽ làm xấu cả căn phòng. Đó là lý do mà chúng ta nên để chổi tránh xa nơi này. 3. Tránh xa phòng tắm. Chúng ta đều biết phòng tắm là nơi tương đối ẩm ướt, thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, bản thân chổi cũng chứa rất nhiều vi khuẩn và bụi bẩn. Nếu đặt chổi trong nhà tắm sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, nảy nở, tồn tại với số lượng lớn. Nếu dùng chổi DSO đem đi quét sàn sẽ mang vi khuẩn đến mọi ngóc ngách trong phòng. Sống trong căn phòng như vậy làm sao mà khỏe mạnh? Những vị trí nên đặt chổi quét nhà. Sau khi quét nhà xong, bạn có thể đặt chổi ở phía sau nhà hoặc ban công. Việc đặt chổi ở hai vị trí này sẽ giảm bớt ảnh hưởng của nó tới vận khí của gia đình. Khi chổi cùn, chổi bị hỏng, gia chủ nên thay mới ngay để tiện cho việc sử dụng cũng như loại bỏ những điềm xấu ra khỏi nhà. Thưa quý vị, đối với bất kỳ ai áp dụng phong thủy vào cuộc sống thì khu vực bàn thờ được đặc biệt chú ý. Nhưng nhiều gia chủ lại chỉ cẩn thận trên mặt bàn thờ mà quên mất dưới bàn thờ. Dưới bàn thờ tức là khu vực nằm dưới. Nếu bàn thờ treo tường thì khu vực dưới bàn thờ tính là khu vực chiếu thắng từ bàn thờ xuống mặt đất và xung quanh. Nếu bàn thờ dạng tủ thờ, kệ thờ thì dưới bàn thờ là khu vực tủ đựng bên dưới và quanh bốn chân tủ thờ.
Rất nhiều gia đình chỉ chú ý mặt bàn thờ đặt gì, ảnh để ra sao, bát hương, ly nước, bình hoa thế nào mà không để ý những thứ đặt bên dưới. Khu vực bàn thờ có thể nói là đừng tận dụng dưới bàn thờ mà đặt những đồ linh tinh, cả khu vực đó chỉ nên dành cho thờ cúng. Nhiều gia chủ cẩn thận trên bàn thờ, từ bông hoa, chén nước, đồ cúng, nén hương nhưng lại để đồ lộn xộn dưới bàn thờ vì nghĩ không liên quan. Thực ra không phải, trường khí dưới bàn thờ ảnh hưởng trực tiếp luôn tới mặt bàn thờ. Ngay cả ánh sáng xung quanh cũng ảnh hưởng tới bàn thờ. Vì thế khi nhà chật nhiều gia đình càng để lộn xộn hoặc tận dụng khoảng trống dưới bàn thờ để đồ như kê tivi, bể cá, bình hoa giả trang trí. Tất cả những thứ đó xáo trộn trường khí khu vực thờ bởi khu vực này cần yên tĩnh, ánh sáng vừa phải là khu âm phần trong nhà cho gia tiên yên nghỉ. Thế nên không nên để những đồ có tính chuyển động ồn ào, đồ giả, đồ bẩn thỉu làm phá phong thủy thờ cúng. Theo chuyên gia phong thủy, có hai thứ nên đặt dưới bàn thờ để tăng thêm sự hưng vượng giàu có cho gia đình là la bàn phong thủy. La bàn phong thủy là vật phẩm phong thủy biểu tượng cho sự chính nghĩa, đúng đắn, chỉ ra hướng đi cho con người, dẫn dắt con người tìm về đúng chính đạo. Khi đặt la bàn phong thủy ở dưới bàn thờ giống như một lời xá quyết và cũng là lời cầu xin gia tiên phù hộ chỉ đường chỉ lối để gia chủ đi đúng hướng, sống tốt đời đẹp đạo, làm điều phúc đức, hướng thiện. Bạn là người làm ăn kinh doanh đang gặp rắc rối thì la bàn phong thủy càng cần thiết, vì bạn cần được gia tiên chỉ lối dẫn đường, cần gặp quý nhân dẫn dắt. Do đó cần dọn dẹp những thứ lộn xộn dướng díu bẩn thỉu dưới bàn thờ và âm thầm đặt vào đó một chiếc la bàn phong thủy để từ đó gia đạo bình an, công thành danh toại, được che chở yêu thương bảo bọc, nên ngày càng phát đạt, làm ăn và cuộc sống gặp nhiều may mắn. Chiếc la bàn đại diện cho người dẫn lối chỉ đường cho gia chủ đi đúng hướng, đi vào con đường sáng, gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Những đồ thờ tốt lành như ly, nến, đèn dầu dưới bàn thờ chỉ nên phục vụ cho thờ cúng và những đồ hợp với phong thủy phòng thờ. Thế nên ngoài la bàn phong thủy, bạn có thể đặt ở đó những đồ thờ cúng. Ví dụ sau mỗi tuần rằm thắp hương xong, bạn nên đặt bát, đĩa thắp hương xuống đó. Không nên để bát đĩa thắp hương lẫn với chạn bát ăn hàng ngày, hoặc cất vào đó hương, nến, đèn dầu. Những đồ thờ như ly, nến, đèn dầu cũng là những vật phẩm phong thủy tốt lành mang ý nghĩa tươi sáng thể hiện sự kết nối giữa người sống và tổ tiên, xin tổ tiên dẫn đường chỉ lối. Khi đặt ly nến đèn dầu ở dưới bàn thờ là gia chủ được gia tiên gia chứng giám dẫn lối chỉ đường đi đúng hướng, từ đó mà thắp lên sự tươi sáng trong công việc, cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Đặc biệt những thứ khay đựng, tủ đựng đồ dưới bàn thờ cũng phải thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ chống ẩm mốc. Bạn cần nhớ dưới bàn thờ không được để những vật làm xáo trộn trường khí như tivi, bể cá cảnh, đồ vật lộn xộn, giày dép, tủ quần áo, tủ giày. Một vật dụng hết sức quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tài lộc của mỗi cá nhân, chính là ví tiền. Ví tiền là một trong những món đồ tùy thân rất gắn bó với con người hiện đại. Với những người coi trọng yếu tố phong thủy, ví tiền liên quan đến tài lộc, vì vậy họ rất quan tâm đến việc nên để gì vào trong đó, cũng như những đồ vật tuyệt đối không đặt trong ví. Những đồ vật không nên đặt trong ví. Bạn không nên cố nhét vào ví những chiếc thẻ hay loại giấy tờ có kích thước quá lớn vì chúng có thể làm mất form dáng của ví. Nhất là với những chiếc ví hàng hiệu đắt tiền, tình trạng mất form sẽ làm món đồ giảm giá trị, phong cách của bạn cũng mất đi sự sang trọng. Cùng lý do trên, món đồ giày, gây phồng, bộn như chìa khóa, điện thoại cũng là những đồ vật tuyệt đối không đặt trong ví. Chúng không chỉ làm hỏng ví mà còn dễ bị rơi, mất. Những phiền toái do mất điện thoại, chìa khóa mới thật là điều xui xẻo, mà nguyên nhân chính là sự bất cẩn, tùy tiện của bạn. Nếu cần, bạn hãy sắm riêng một chiếc túi khác cho những vật dụng này. Ngoài ra, việc để đồ đạc có kích thước hợp lý nhưng số lượng quá nhiều trong ví cũng là không nên. Linh phù, bùa chú không rõ nguồn gốc cũng là những đồ vật tuyệt đối không đặt trong ví. Chưa bàn đến chuyện chúng có ảnh hưởng huyền bí gì hay không,
nhưng sự hiện diện của chúng có thể gây tâm lý bất an, không tốt cho chủ nhân. Ngoài ra, nhiều người còn truyền tai nhau về những đồ vật tuyệt đối không đặt trong ví. Tuy nhiên đây là những kiêng kỵ mang màu sắc mê tín, không có cơ sở khoa học. Bạn đừng tin nếu ai đó nói rằng mình sẽ gặp chuyện đen đủi nếu có những vật sau trong ví. Ảnh gia đình, nhiều người cho rằng hình ảnh người thân có thể làm nhiễu loạn trường khí trong ví và làm giảm sức hút tài lộc. Biên lai, hóa đơn, bạn đừng tin nếu ai đó nói rằng biên lai và hóa đơn là những đồ vật tuyệt đối không đặt trong ví vì chúng đại diện cho sự mất mát về tiền bạc. Nếu không giữ chúng trong ví, bạn có thể đánh mất và cái rắc rối bạn đối mặt sẽ còn lớn hơn. Khi bạn giữ quá nhiều biên lai và hóa đơn trong ví, chúng có thể tạo ra cảm giác tiêu hao và hao mòn. Để tập trung vào tài lộc và thịnh vượng, hãy chỉ giữ lại những giấy tờ cần thiết và luôn giữ ví có tiền. Nên để những gì trong ví? Dĩ nhiên đầu tiên là tiền. Ví được sinh ra để đựng tiền. Đây là công năng của nó, giúp bạn tự tin, thoải mái ra đường ngay cả khi không mang theo đồ đạc gì khác. Ngoài ra, bạn cũng nên để vào ví những thứ giấy tờ tùy thân tối cần thiết như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, để sử dụng trong các giao dịch cũng như xuất trình khi lực lượng chức năng yêu cầu. Còn về khía cạnh phong thủy, nhiều người đặt vào ví những đồng tiền được coi là may mắn như đồng 2 đô la Mỹ. Một số người dù túng thiếu đến mấy cũng không bao giờ để ví ở trạng thái không có đồng tiền nào vì họ xem đó là điều không may mắn, khiến tài lộc khó về trong tương lai. Chiếc ví cũng là nơi nhiều người để ảnh chân dung thu nhỏ của những người thân thiết, người mình yêu quý nhất như cha mẹ, con cái, bạn đời, người yêu, để luôn nhìn thấy họ, vừa đỡ nhớ nhung vừa để có thêm nguồn động viên tinh thần, cũng như nhắc nhở mình sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực nhiều hơn. Nếu chọn ví làm quà tặng cho người khác, bạn có thể đặt vào một vài tờ tiền mệnh giá nhỏ. Đó là cách bạn gửi thông điệp cầu chúc người ấy có nhiều tài lộc và may mắn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.